Xin chào anh chị nhé, chiều mai anh chị làm quay bảng chỉ đường, một cái hướng nó đi là hướng về xã Tân Hưng, một hướng về ấp Suối Gia, quay lại là đi Tân Phước anh chị nhé. Thì cái vị trí tôi đang đứng là thuộc ấp Suối Đôi, xã Tân Hưng, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước anh chị ạ. Đó, anh chị đi thẳng tới là tới Ủy ban Nhân dân xã Tân Hưng là đi thẳng nhé. Ra ngoài này gặp cái ngã ba thì anh chị quẹo tay trái, thì anh chị gặp được ấp Suối Gia, rồi đi ra DT753. Trung tâm hành chính xã Tân Phước là đi hướng đó được anh chị ha. Còn quay lại đây. Quay lại đây thì mình ra được DT753 luôn, rồi đi về thành phố Đồng Xoài, rồi lại về được Tân Phước. Đó, bản chỉ đường là về Tân Phước đó anh chị. Anh chị ha. Đó, có con đường này là tôi đang đứng đây là một con đường nhựa, có cái lộ dưới là 28 m. Thì cứ đi thẳng hướng này ra là mình ra được DT741, khu nghiệp Bắc Đồng Phú B, Bắc Đồng Phú A, huyện Đội Đồng Phú, trung tâm hành chính huyện Đồng Phú, về tuyến số 4, tuyến số 3. Đi khu nghiệp BKMX Đồng Phú được anh chị ha. Là đi hướng này anh chị nhá. Rồi bây giờ tôi sẽ chạy xe từ đây ra ngoài Ủy ban Tân Hưng, và hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho anh chị một miếng đất nằm sau Ủy ban Nhân dân Tân Hưng anh chị nhá. Hai mặt đường thì bây giờ tôi sẽ chạy xe từ đây về Ủy ban, rồi từ Ủy ban về cái miếng đất đó anh chị nhá. Thì một lần nữa tôi nhắc lại nhá, cái vị trí tôi đang đứng là một con đường nhựa có cái lộ dưới 28 m. Cái đường này thì đấu nối một đầu là DT41, một đầu là DT753 anh chị nhé. Và cái miếng đất tôi giới thiệu cho anh chị là nằm ngay sau Ủy ban Tân Hưng anh chị ha. Bây giờ mời anh chị cùng tôi đi vào đất. Mời anh chị. Hôm nay thì nhà nước người ta đang mở rộng con đường này ra, anh chị nhé, cũng như là song song với con đường này là người ta mở thêm một con đường 32 nữa. Cái đường 32, thì hôm nay thì tôi thấy người ta đang làm mặt bằng. Tuy nhiên thì tôi không quay cái video từ đó mà tôi quay từ đây. Tôi hẹn anh chị một cái video khác tôi sẽ quay về con đường đó. Đây, cái trên bảng chỉ đường vừa nó chỉ là đi Suối Gia, đi hướng này anh chị ha. Chỗ này là trung tâm của xã Tân Hưng, huyện Đồng Phú, Bình Phước anh chị nhé. Đó. Ở đây thì dân cư nó cũng khá là đông, đúc anh chị ha. Cứ đi thẳng đường này ra là mình ra được cầu Ông Ký, ra được đường 32 m, ra được tuyến số 4, ra được DT41, ra được khu nghiệp Bắc Đồng Phú B, Bắc Đồng Phú A, rồi trung tâm hành chính huyện Đồng Phú được anh chị ha, là con đường này. Anh chị thấy không ạ? Đấy, dân cư thì sống 20 m đường. Mấy hôm nữa thì những cái hành lang này là nhà nước người ta ủi hết, người ta làm hết, đẹp lắm. Rồi, trước mặt anh chị là Ủy ban dân xã Tân Hưng, anh chị nhá. Tới đây có thêm một cái bảng nữa là Tân Phú này. Tân Phú là thị trấn của huyện Đồng Phú nhá, thị trấn Tân Phú huyện Đồng Phú là cái đi thẳng anh chị ha. Đó, còn đây là nhà văn hóa ấp Suối Đôi này. Ấp Suối Đôi là một ấp trung tâm của xã Tân Hưng. Nằm ngay ủy ban xã luôn, nằm ngay bên ủy ban xã. Đây là ủy ban xã Tân Hưng nhá. Anh chị ha. Rồi, cái đất tôi chuẩn bị giới thiệu anh chị nó nằm trên con đường nhựa này này. Bây giờ mình tôi cùng anh chị đi vào con đường nhựa này, đi tới đất anh chị ha. Đất này thì rất là đẹp nhá, người ta đã làm mặt bằng rồi, hai mặt đường nhá chị ha. Rồi đây là ủy ban, đây là ủy ban xã Tân Hưng chị nhá. Còn bên này là trường mầm non, trường cấp 1-2. Chỗ này là quỹ đất giáo dục anh chị nhá, với lại tái định cư của xã Tân Hưng, huyện Đồng Phú. Đây trường học đây. Trường này trường cấp mấy đây? Tôi xem là trường cấp mấy. Trường này trường cấp 2, trung học cơ sở Tân Hưng là trường cấp 2 anh chị nhá. Ở trong này đây là có ngã tư đó, mình băng qua ngã tư này thôi. Ở đây nó có một cái dự án phần xào của một cái đơn vị nào đó thì tôi không biết. Đấy, hôm nay người ta tôi thấy người ta nhân viên người ta đến người ta bán sản phẩm đó. Ở đây chủ yếu là mấy công ty ở dưới Bình Dương người ta lên người ta làm cái dự án là phân lô bán nền, phân xào chị nhá. Công ty tôi thì chỉ bán đất nông nghiệp, đất công nghiệp hoặc những quỹ đất lớn để cho những cái đơn vị như vậy người ta phân lô bán xào thôi, còn đất nền thì chúng tôi không có làm anh chị nhá. Rồi trước mặt chị là một ngã ba này, nó rất là ngắn nhá, chắc khoảng chừng 700 m là hết con đường này rồi. Đường này lớn nha, đường này đường 28 m luôn anh chị nhé.
Tuy nhiên thì bây giờ nó vẫn là đường đất đỏ. Đó, đường này ra thẳng cái con đường nhựa ấp Suối Ra vừa nãy đó. Rồi ra được DT753 luôn anh chị ha. Đó, thấy chưa? Đó, mình đi tiếp. Chị thấy không ạ? Dân cư ở đây thì hiện hữu nhá. Điện ba pha này. Đó, anh chị thấy không? Cái đất anh chị chuẩn bị xem đây ấy, làm kho, làm nhà xưởng, nhà kho là thoải mái luôn. Vì xung quanh đây là đã có những nhà xưởng, nhà kho hiện hữu rồi. Chị ha. Đây. Trước mặt anh chị nó có cái nhà kho, nhà xưởng. Cái đường này này, cái đường này anh chị lại ra được Ủy ban Nhân dân Tân Hưng, cái đường vừa nãy tôi đang đi đó, lại ra được đấy nhá. Rồi quay lại đây. Ở đây có một cái nhà kho này. Nhà kho này người ta cũng đang cho thuê. Cho thuê. Cái đấy nhà xưởng chứ mà nhà kho, đây mới là kho này. Bên này mới là kho này. Đây mới là kho này. Nào mà muốn làm kho xưởng thì cái miếng đất này nó tuyệt vời luôn, rất là phù hợp cho anh chị làm nhà xưởng, nhà xưởng anh chị nhá. Đó, đây kho này của cái công ty nào đó không biết. Rồi trước mặt của anh chị là miếng đất hai mặt đường, đất hai mặt đường nha. Tuy nhiên thì cái miếng tam giác này không phải là của cái miếng này đâu, không phải của miếng này đâu. Tôi phải tìm chỗ đậu xe. Rồi bây giờ như này, tôi đứng đây anh nhá. Từng dừng xe cái đã. Cái đất này á là mặt bên này là được bao nhiêu mét, Trung? 200 bao nhiêu? Là 260 mét. 260, tính từ cây cột điện thứ 3. Tính từ cây cột điện thứ 3 nhá. Còn miếng này là của cái tụi phân lô bán nền rồi. Nó phân ra thành nhiều sổ lắm rồi. Tôi đang review cho anh chị là cái miếng đấy là diện tích là 2 mẫu mấy? 5 mẫu 2. 5 mẫu 2. Rồi, tôi trước khi đi vào chi tiết miếng đất thì tôi giới thiệu lại nhá. Cái miếng đất anh chị đang xem đây là thuộc ấp Suối Đôi, xã Tân Hưng, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước, có hai mặt đường. Diện tích là 5 mẫu 2. Mặt đường bên này là được 260 260 mét nha, là mặt đường bên này. Tới đây nó làm nhựa hết. Còn bên này 240 hả? 220. Thực tế là nó là 5 mẫu 6. Nhưng mà trên sổ là chỉ có 5 mẫu 2 thôi. Nhưng mà thực tế là nó được 5 mẫu 6. Rồi, ok. Cái bạn nhân viên của tôi thì bạn đã tiếp xúc trực tiếp với cái người đại diện bên cái miếng đất này. Thì là bên này được 220 mét mặt đường nhựa. Bên này được 260 mét mặt đường đất đỏ này, đúng không? Dạ, tính từ cây cột điện thứ 3. Rồi bây giờ mình sẽ đi cái đường này trước ha. Đường này trước nha. Cái miếng này không phải nha chị nha. Rồi giờ mình đường này trước đi. Đấy, vừa tôi quay là quay tút từ bên ngoài vào để cho anh chị hình dung. Cái đường nhựa bên kia, một mặt là đường nhựa bên kia, một mặt là đường bên này. Hai con đường này có cái lộ giới giống nhau nhá, nghĩa là bằng nhau đấy anh chị ha. Ở bên kia thì trải nhựa trước, bên này nó chưa trải thôi. Rồi bắt đầu này, đầu đất của cái mặt 260 mét đây. Ở đây đất này ranh giới rất là rõ ràng, ông chủ này có làm mặt bằng hết rồi nhá. Rồi anh chị nhìn này, từ đây này, từ cái mặt đường này, đó, mặt đường này, anh chị thấy không? Nha, có bảo mương nha, bảo mương nha anh chị ha. Băng sang cái cột điện bên kia là hết đất nha anh chị nha. Bên đấy có đường nhựa đó, 220 mét mặt đường nhựa bên đó. Tí nữa mình sẽ sang đó. Còn bên này là 260 mét mặt đường đất đỏ này. Nó là đất đỏ hay tôi gọi đất đỏ nha. Sau này thì chắc cũng không còn lâu nữa đâu, thì người ta sẽ làm đường nhựa thôi. Đó, bây giờ mình đi tiếp. Toàn bộ khu vực đất trống này là của 5 mẫu 2 này anh chị ha. Đó, toàn bộ khu vực đất trống này là của 5 mẫu 2 anh chị ha. Có hạ một cái tầm cống này rất là lớn này, chị không? Trước ở cái khu này là toàn bộ là người ta trồng cao su hết anh chị ạ.
tới đây chị ơi. Đó, tới này ngã tư này. Đến đây nhá. À, xin lỗi, ngã ba. Thì có một con đường đây tôi. Đó. Từ ngã ba. Rồi. Cách một cái lô nữa mới tới đấy công ty chăn nuôi kia anh chị nhá. Đó. Anh chị à, công ty chăn nuôi của Hàn Quốc đấy. Rồi. Đây tôi xuống xe đi. Đấy, nó bắt đầu từ đây. Bắt đầu từ cái này. Bắt đầu từ cái này, bọc sang bên kia, bọc sang cái vườn trống bên kia. Đấy, bọc sang cái cột điện, mấy cột điện bên đó thì cái mặt bên này á được 260 m, mặt bên kia được 220 m anh chị nhá. Đó. Anh chị ha, ấp Suối Gia, xã Tân Hưng, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước anh chị nhá. Thì cái đất anh chị đang xem đây có khoảng cách là từ đây ra ủy ban khoảng chừng một cây số. Rồi ra đường 28 m, vừa tôi quay cho anh chị thì khoảng cây rưỡi. Cây một cây đến cây rưỡi số. Còn ra đến đường 32 đang làm á thì khoảng 2 cây số. Ra đến thành phố Đồng Xoài khoảng 6 cây số anh chị nhá. Đó. Rồi về thành phố Hồ Chí Minh thì khoảng 115 cây. Về Bình Dương thì khoảng chừng 65 cây. Đồng Nai khoảng chừng 65 thôi anh chị nhá. Đấy là những cái khoảng cách thì tôi nói để cho anh chị dễ hình dung. Đó. Còn cái mặt đường nó hai mặt đường với tôi nhắc đi nhắc lại rồi. Bên kia 220, bên này 260. Diện tích là 5 mẫu 2 anh chị nhá. Bây giờ tôi sẽ cùng anh chị chạy sang bên kia. Một lần nữa tôi quay lại một lần nữa này. Cái con đường này này. Con đường này anh chị đi thẳng là sang được Ủy ban dân xã Tân Lợi. Rồi sang được tuyến số 4, sang được tuyến số 3, Ủy ban nhân dân xã Tân Hòa, DT741, khu nghiệp Bắc Đồng Phú, Nam Đồng Phú anh chị nhá. Rồi khu nghiệp BKMX luôn, đường tạo lực luôn, đi hướng này được hết anh chị ha. Đường liên thông với nhau. Rồi, bây giờ tôi cùng anh chị đi sang mặt bên đó, mà bên đó người ta trải nhựa rồi nhá. Điện 3 pha thì bên này cũng có 3 pha này. Ui giời, bên này tận 6 pha, bên này 3 pha nữa thì bên này 3 pha nữa thì 6 pha luôn rồi. Bên này đụng vào đảm bảo là giật chết người luôn. Tôi nói đùa với anh chị một chút thôi. Thì có một cái mặt bằng mà ở ngay gần trung tâm như vậy mà diện tích lớn thì không có nhiều đâu anh chị nhá. Theo tôi khảo sát thì quanh đây chỉ có miếng này là diện tích trên 5 mẫu thôi đấy. Còn đâu chỉ có 2 hết, 3 hết thôi nhá anh chị ha. Rồi, bây giờ mình chạy sang bên kia anh chị nhá. Tôi phải nhắc đi nhắc lại là cái đất này rất là phù hợp cho anh chị làm kho xưởng nhá. Anh chị nào làm kho xưởng thì liên hệ tôi để tôi tư vấn cho. Tiện đây tôi cũng giới thiệu luôn thêm cái dịch vụ chúng tôi làm bên xây dựng, có làm mặt bằng này, rồi làm đường này, cơ sở hạ tầng ấy. Làm đường bê tông, làm đường nhựa luôn, là chúng tôi thiết kế, chúng tôi tư vấn, báo giá cho anh chị luôn. Ví dụ anh chị muốn làm con đường này lên đường bê tông là giá bao nhiêu thì chúng tôi đến cho kỹ thuật đến người ta đo đạc, người ta làm. Còn mặt bằng này muốn san lấp như thế nào chúng tôi làm luôn. Và sau khi san lấp rồi, làm mặt bằng rồi, giấy phép xây dựng mà anh chị không làm được thì chúng tôi xin giấy phép xây dựng, rồi trực tiếp là chúng tôi thi công xây dựng được luôn. Thì tóm lại là chúng tôi là có là làm cơ sở hạ tầng này, rồi tư vấn thiết kế xây dựng này, rồi xin chủ trương này, làm mặt bằng luôn. Đó, như vậy thôi. Những cái dịch vụ của chúng tôi để cho anh chị nắm được những cái dịch vụ của chúng tôi để anh chị dễ. Rồi, bây giờ đi ha chị nhá. Nếu mà cái mặt bằng này anh chị mà muốn làm kho xưởng á, muốn xin chủ trương để làm kho xưởng thì chúng tôi xin luôn. Rồi muốn làm mặt bằng thì chúng tôi thực hiện, chúng tôi làm luôn cho anh chị. Đấy là trường hợp những công ty nào mà ở xa, khó khăn về nghĩa là lạ, từ xa tới đây á, không biết làm thì chúng tôi sẽ hỗ trợ. Còn nếu mà những đơn vị mà đã quen thuộc với tỉnh Bình Phước rồi thì anh chị cứ chủ động đi làm sẽ tốt hơn. Còn không thì nhờ công ty chúng tôi thì chúng tôi làm trọn gói, từ tư vấn về đất, rồi tư vấn xây dựng, tư vấn về chủ trương ngành nghề, rồi san lấp mặt bằng anh chị nhé. Đó thì chúng tôi làm luôn một lượt. Rồi lại quay ra anh A3 vừa nãy đi thẳng ra là Ủy ban Tân Hưng anh chị biết rồi anh chị ạ. Bây giờ mình quay sang mặt bên này nhá. 220 m mặt đường bên này. 220 m. Bây giờ tôi quay lại đường bên kia nhá. Đó. Bên này cũng 3 giây 3 pha luôn. Rồi. Quay hết sức chi tiết để anh chị hình dung nhá. Đây.
Vậy tôi đứng đầu bên kia, tôi quay sang là cái cột điện bên kia đúng không? Đó, bây giờ tôi đứng bên này, cột điện bên này này. À, anh chị thấy không? Nha. Từ cái bờ mương, à đây, từ bờ mương này này, hất về đây là của 5 mẫu 2, hất về bên này là của cái ông phân lô bán nền rồi, anh chị nhá. Bọc sang bên kia. Nói chung là chỗ nào không có cây là của cái miếng 5 mẫu 2 này đó, người ta cắt hết cây rồi. Đó. Giờ mình đi tiếp. Theo tôi đánh giá miếng này khá đẹp nha anh chị nhá. Khá đẹp đấy, chứ không có xấu đâu. Đó. Anh chị nhìn không? Bên kia nó cái mấy cái đơn vị mà người ta sản xuất, người ta cũng mua một quỹ đất để người ta tới đây người ta làm một cái kho xưởng gì đó bên đó đó chị ha. Rồi quay lại miếng 5 mẫu 2 này. Rồi tới vườn cao su này là hết nhá. 220 mét mặt đường. Một sổ đúng không Trung? Một sổ ha. Đó, cái miếng bên này có cái đơn vị sản xuất người ta mua rồi đó. Người ta cắt hết rồi, tới đây người ta làm kho xưởng ở đây. Rồi, cái miếng này thì quay lại miếng 5 mẫu 2 nhá. Bắt đầu từ cột điện này ra cái cột điện ngay khúc cua đó là 220m. 220m. Còn đường bên kia thì được 260m. 260m. Toàn bộ khu vực đất trống này anh chị nhá, thổ cư. Thổ cư đang mới đăng ký đúng không? Dạ đúng rồi, mới nhà này nó mới đăng ký thôi chứ chưa trả tiền đâu nhá. Đăng ký, mới đăng ký. Mới đăng ký thì mình cũng chưa thể tính được anh chị ha. Nhưng mà người ta đăng ký 4.000 đúng không? 1.400 thổ cư. Ủa sao kêu 4.000? Rồi, đăng ký mới của họ là 1.400m thổ cư, nhưng mà mới đăng ký thôi nhá, chưa trả tiền anh chị nhá. Đấy thì người ta đăng ký thì tôi nói đăng ký, còn trả tiền thì tôi nói trả tiền. Còn cái này thì mình không thể tính được vào cái giá đất này. Còn giá đất này là bao nhiêu? Nói giá cho anh chị nghe. Hôm bữa tiếp xúc với bên kia sao rồi? Dạ, cái này là 25 tỷ. Thương lượng không? Thương lượng, có thương lượng. Có thương lượng không? Có thương lượng nhẹ. Rồi, một lần nữa tôi nhắc lại nhá. Cái miếng đất này là thuộc ấp Suối Gia, xã Tân Hưng, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước, có hai mặt đường. Là mặt đường bên này anh chị đang xem đây là 220m, mặt đường nhựa hiện hữu. Bên kia mặt đường đất đỏ là 260m. 5 mẫu 2, giá bán 25 tỷ có thương lượng. Chủ này đã đăng ký lên 1.400m thổ cư, mới đăng ký anh chị nhá. Đăng ký chứ chưa trả tiền đâu nhá. Tôi nói về hết sức thực tế để cho anh chị xem. Thì khoảng cách thì vừa tôi có chia sẻ rồi anh chị nhá. Cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng 115 cây, Bình Dương khoảng 65 cây, thành phố Đồng Xoài khoảng 6 cây. Ra khu nghiệp Bắc Đồng Phú B, Bắc Đồng Phú A, DT41 thì cũng rơi khoảng 6 đến 7 cây. Nó rất là gần ngay sau Ủy ban Tân Hưng. Cái Ủy ban Tân Hưng với đường 28m. Với đường 32m thì khoảng cây rưỡi, 2 cây số thôi. Nó rất là gần, nó rất là gần anh chị nhá. Thì anh chị nào quan tâm đến cái miếng đất ở ấp Suối Đôi, xã Tân Hưng, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước này thì liên hệ cho mình qua số điện thoại là 0918 645 130 anh chị nhá. Ngoài ra anh chị có thể truy cập vào website của công ty chúng tôi là cvtland.com để lựa chọn tìm kiếm những sản phẩm phù hợp với túi tiền cũng như là mục đích sử dụng đất của mình anh chị nhá. Ngoài ra chúng tôi còn một website cho dành riêng cho những anh chị làm bên công ty sản xuất đó, đó là cho thuê nhà xưởng giá rẻ .com. Trên web đó thì chúng tôi úp những miếng đất làm xưởng, những nhà xưởng cho thuê, nhà xưởng bán ở trên toàn tỉnh Bình Phước anh chị nhé. Anh chị truy cập vào website cho thuê nhà xưởng giá rẻ .com để lựa chọn tìm kiếm những sản phẩm phù hợp về cho công ty mình anh chị nhé. Một lần nữa cảm ơn anh chị đã xem video này và nhớ ấn chuông đăng ký kênh của CVT Land để nhận được những video mới từ công ty chúng tôi. Ngoài ra thì chúng tôi môi giới bất động sản, chúng tôi còn tư vấn về xây dựng, thiết kế xây dựng, san lấp mặt bằng, làm đường này này anh chị ạ, đường bê tông, đường nhựa, làm chủ trương, xin chủ trương cho anh chị nhá, anh chị nhá. Thì anh chị nào có nhu cầu thì cứ liên hệ qua số hotline là 0918 645 130 thì để chúng tôi tư vấn cho nó chi tiết hơn cho anh chị ha. Một lần nữa xin cảm ơn.